Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Đầu tiên là tin bão trên biển, cơn bão số 5. Thưa quý vị và các bạn, đến 7 giờ ngày 9 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 790 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 tới 90 km/h, giật cấp 11. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, đến tức là từ 75 tới 100 km/h, giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9 tháng 9, ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3 tới 5 m, biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong 48 tới 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 tới 20 km và mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 111,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 220 km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 tới 120 km/h, giật cấp 13. Trong 72 tới 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km. Về ra trên vùng biển ngoài khơi của Philippines, đang có thêm một cơn bão nữa hoạt động, tên quốc tế là Chan Thu. Đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, đã đạt cấp 14, cấp 15, cách bão Côn Sơn khoảng 1.100 km về phía đông. Bão Chan Thu trong 24 giờ tới có thể sẽ đạt cấp siêu bão, thậm chí siêu bão này còn có thể di chuyển vào Bắc Biển Đông để trở thành cơn bão số 6. Do sự tương tác giữa hai cơn bão, vì vậy việc dự báo cường độ, hướng đi và vị trí đổ bộ của bão số 5 sẽ còn rất phức tạp. Tại thời điểm hiện tại thì khả năng cao nhất sẽ là bão số 5 sau khi suy yếu đi qua đến Philippines và Biển Đông sẽ được tổ chức lại, mạnh dần lên và di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15-20 km. Bão có khả năng mạnh nhất khi tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, dự báo có thể đạt tới cấp 11 giờ cấp 13 đi vào vịnh Bắc Bộ. Ngoài ra thì vẫn còn khả năng bão suy yếu và đi trúc xuống phía Nam, gây ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ. Dù vậy, ngay từ lúc này, các tỉnh ven biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên Bắc Biển Đông, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn. Đối với khu vực đất liền, hiện chưa chịu ảnh hưởng của bão số 5, nhưng các đợt mưa lớn trên diện rộng vẫn đang diễn ra và có thể gia tăng trở lại từ ngày Chủ nhật 12 tháng 9. Đặc biệt là khu vực Trung Bộ cần tổ chức gia cố nhà ở, các công trình công cộng, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho nhân dân khi chịu ảnh hưởng của bão. Chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt khi miền Trung có thể sẽ phải cùng lúc đối mặt với cả lũ lụt và dịch Covid-19 hoành hành. Trở lại với tình hình thời tiết trên đất liền trong ngày hôm nay, mưa vẫn sẽ làm thời tiết chính ở cả ba miền đất nước trong đêm nay và ngày mai. Gió nằm ở rìa phía bắc của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ, lại kết hợp với đới gió đông nam từ biển vào, cùng với tác động của khối không khí lạnh tăng cường từ phía bắc xuống. Vì thế mà các hình thái này sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho toàn miền Bắc từ đêm qua kéo dài đến hết cả ngày hôm nay. Trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Hòa Bình, Sơn La với cường độ đạt cấp mưa vừa đến mưa to. Sẽ có mưa nên thời tiết ngày hôm nay mát mẻ. Đến đêm nay và sáng mai, mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với nhiều điểm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Với tổng lượng mưa ước tính phổ biến sẽ đạt từ 80-150mm, có nơi trên 180mm. Đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ. Cụ thể từ đêm qua, khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa mưa to và dông, riêng khu vực từ Nghệ An tới Quảng Trị có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục tràn về Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai, riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt từ 100-200mm, có nơi trên 250mm. Phần còn lại của khu vực cũng có mưa rào và dông nhưng lượng ít hơn. Sẽ có mưa nhiều nên nhiệt độ tại Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đều không cao, phổ biến dưới ngưỡng 32 độ. Còn tại khu vực Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày cao hơn các tỉnh phía Bắc một chút, dao động trong ngưỡng từ 31 cho tới 33 độ. Dự báo diễn biến mưa lớn tại Trung miền Trung sẽ còn hết sức phức tạp khi bão số 5 tiến gần đất liền của nước ta trong những ngày tới. Cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới, Nam Bộ và Tây Nguyên lại chịu ảnh hưởng thêm của gió mùa Tây Nam tiếp tục có số hoạt động mạnh thêm. Vì thế mà trong chiều và tối nay, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực Tây Nguyên có nơi có mưa rất to với lượng mưa từ trên 100mm. Do mưa nhiều nên nhiệt trong ngày hôm nay các tỉnh thành phía Nam không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ duy trì trong ngưỡng từ 27-29 độ và Nam Bộ duy trì mức nhiệt thấp dưới 32 độ.